Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Nhằm đáp ứng các điều kiện tốt nhất cho năm học mới, đến nay ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho chính quyền các cấp cân đối nguồn vốn, huy động nguồn lực xã hội hóa, đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học. Ngay sau khi kết thúc năm học 2021-2022, ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, từ đó tham mưu cho chính quyền các cấp cân đối nguồn vốn, huy động nguồn lực xã hội hóa, đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, chỉ đạo các đơn vị trường cải tạo cảnh quan, trang trí khuôn viên, tạo môi trường thoáng mát phục vụ công tác dạy và học. Kết quả, toàn ngành đã xây dựng mới gần 60 phòng học, gần 80 phòng học bộ môn, phòng làm việc và nhiều hạng mục công trình phụ trợ khác, với tổng kinh phí trên 75 tỷ đồng, nâng tổng số phòng học toàn tỉnh lên gần 7.500 phòng học, trong đó phòng kiên cố chiếm trên 72%, gần 1.300 phòng học bộ môn, phòng kiên cố chiếm trên 80%. Hiện nay, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Lào Cai có nhiều hoạt động hướng về cơ sở với những công trình phần việc thanh niên, các đợt tình nguyện vì cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh. Tuổi trẻ Lào Cai cũng thực hiện tốt vai trò cầu nối để đưa các hoạt động nhân đạo đến được với nhiều hơn những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Những ngày này, thanh niên toàn tỉnh đang sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Thanh niên Hành động. Trọng tâm là các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng được đặc biệt chú trọng. Trong chuỗi các hoạt động an sinh, đoàn viên thanh niên vừa là lực lượng chính, vừa kết nối để huy động ngày càng nhiều hơn sự chung sức vì người nghèo của cả cộng đồng. Những công trình phần việc thiết thực được xây dựng, những phần quà mang ý nghĩa vật chất và tinh thần được trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn. Bằng những việc làm đó, tuổi trẻ Lào Cai đang nỗ lực ghi dấu ấn với công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Với những bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính phải điều trị suốt đời, chi phí vô cùng tốn kém, tấm thẻ bảo hiểm y tế được xem là phao cứu sinh để bệnh nhân được duy trì cuộc sống và sống khỏe mạnh. Nhờ đó, họ có thêm sức mạnh để chống chọi với nỗi đau bệnh tật, vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Là người dân tộc Mường, sinh sống tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, bà Bùi Thị Yện phát hiện mắc bệnh máu nhiễm mỡ từ năm 2010. Gần 12 năm nay, hầu như tháng nào bà cũng phải nhập viện điều trị và tốn khá nhiều tiền. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, có lẽ bà không có điều kiện để tiếp tục chữa bệnh. Bán ngô, bán thóc, mà ngô thóc có phải là tháng nào cũng có đâu. Có khi phải 6 hàng năm mới thu được ngô, thu được sắn mới bán mới có tiền. Hoặc là trâu bò cũng thế, cũng phải bán trâu bán bò đi. Đi viện mỗi một lần đi viện là phải bán trâu bán bò đi thì mới có tiền đi viện. Nhưng từ ngày mà có thẻ bảo hiểm thì dân chúng tôi phấn khởi lắm. Thì không còn phải lo cái chuyện là bán trâu bán bò để mà đi viện nữa. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc, chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân mắc bệnh máu nhiễm mỡ hay huyết áp thấp từ khi sinh ra tới 60 tuổi hết khoảng 700 triệu đồng. Như vậy, với tấm thẻ bảo hiểm y tế, chi phí điều trị được giảm đi đáng kể, thậm chí đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì hoàn toàn miễn phí thông qua quỹ bảo hiểm y tế. Tập trung truyền thông ở cơ sở là một cái nhiệm vụ được xác định là mũi nhọn, tham mưu cho Ủy ban huyện thành lập ban chỉ đạo phát triển bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và thực hiện các cái hội nghị truyền thông và tổ chức các cái nhóm nhỏ xuống từng thôn bản, tổ dân phố để truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội y tế. Có thể nói, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Những người bệnh đã xem tấm thẻ bảo hiểm y tế ấy như chiếc phao cứu sinh của đời mình. Bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.